thời gian qua mau như nước chảy qua cầu, sương rơi tuyết phủ, mai nở đào khai, mưa xuân lất phất, bóng người xa xăm, thời khắc lãng mạn như sao băng sáng rồi vụt tắt. Cảnh đẹp thế gian đều là những khoảnh khắc ngắn ngủi phút giây. Thế nên xưa nay phạm là hồi ức đẹp đều sẽ khiến cho lòng người đau đớn đôi phần. Thời gian vui vẻ trong đời đến và đi vào những thời khắc ta không trông đợi. Còn cảm giác bi thương lại thường xuất hiện chính vào lúc hạnh phúc đang hưởng, tình nồng đang say đời người lên xuống cũng như hoa nở hoa tàn. Đầu sóng ngọn gió, tịch cốc thâm sâu đều là những nơi thử thách lòng người. Gió ngược bùm căng, gian nan nghịch cảnh đó đều là thói thường của phong ba tuế nguyệt mà thôi. Xuân đến xuân đi cũng chỉ là sự đổi cảnh, thay thời. Núi có độ cao của núi, nước có độ sâu của nước, gió có cái tự do của mình, mây có cái bập bền, tự tại của mây. Người ta sinh ra lại tự có ưu khuyết của riêng mình, không ai giống ai đừng tự trách mình đừng so đo với người khác cũng đừng mô phỏng một ai bởi cuộc đời chỉ có một không hai nếu như không thể làm mặt trời thì hãy làm ngôi sao nhỏ không thành được vĩ nhân thì làm người quân tử không thành được minh tinh thì hãy thành thường nhân áo vải tuy không sang nhưng lại trong sạch muôn phần trên đời này người thông minh nhất chính là người lương thiện và người đẹp tuyệt trần lại là người biết sống thiện lương vậy nên ở trên đời tùy tâm mà sống tùy thiện mà làm ắt muôn đời không phải hối tiếc đời người chỉ có huy hoàng trong cố gắng chứ chẳng có chiến thắng trong đời chờ khi vui chúng ta nghe là lời ca nhưng khi buồn chúng ta lại thấm nhuận câu hát có những sự việc không làm sẽ chẳng biết được kết quả ra sao chỉ có kiên trì mà thực hiện mới mong có hy vọng làm người thông minh hay không có lẽ không quan trọng không biết xã giao thì cũng chẳng sao quan trọng là phải sống có nhân có cách một nhân cách nếu như chỉ vì chút khó khăn mà bạn phải vấp ngã chẳng thể đứng lên nếu như chỉ vì đôi câu nghịch lòng trái ý cũng đủ cho bạn chán nản buồn rầu và nếu như hơi một chút là ghét bỏ người khác thế thì đó ắt là người nhân cách tầm thường cổ ngữ có câu nhân cách lớn bao nhiêu thành công lớn bấy nhiêu biển có thể dung nạp trăm sông bất luận đục trong đó là nhờ sự bao dung vô lượng chịu thấp mình hơn vạn suối nhìn sông để rồi trở thành đại hải mênh mông ngàn trùng sóng lướt độ sâu muôn trượng đâu thể nghĩ bàn. Hai, Hy vọng Nhân sinh trên đời, ngoài chuyện sống chết có gì quý hơn hy vọng. Thế nên bất luận gặp phải chuyện gì, cũng đừng tự làm khó mình. Bất luận việc hôm nay có tệ hại cỡ nào, hãy nhớ rằng ngày mai còn ở phía trước, đừng đánh mất hy vọng, đừng buông bỏ niềm tin. 3. Mục tiêu Người có mục tiêu thì chính là đang tiến về phía trước. Người không mục tiêu thì chẳng qua đang trôi vô định giữa cõi đời. Người có mục tiêu, sống biết cảm ơn, người không mục tiêu thì sống đời oán tháng, đa phần cho rằng mọi người đều đang nợ họ. Hãy nhớ, thái độ của bản thân quyết định tất cả. Muốn thay đổi tất cả thì hãy thay đổi chính mình. Người càng nỗ lực thì càng may mắn, người càng thiện lương thì càng có vận may. Vậy nên lười nhát cũng là từ bỏ vận may của chính mình. Chúc mọi người ngày mới tốt lành, hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất về triết lý đạo lý sống của người xưa vẫn còn nguyên giá trị qua ngàn năm